cả các bạn đã quay trở lại với kênh của ba tụi mình. Thì sau cái tập trước á, tụi mình đánh cái con boss ở ải lửa á, nhưng mà hình như là khúc cuối á, là nó còn sót, không phải là thiếu đam mà nó sót một hai con quái ở đâu á, mình không có tìm hết được. Cho nên là lại một phần á, là ban đầu kiểu cũng đánh vừa ngồi coi chiêu, như là cái đó là cái sự mới lạ đó. Nên là cứ ngắm nhìn không lo tập trung đánh, thì đó là cái kinh nghiệm của tụi mình. Thì lần sau á, tụi mình sẽ cố gắng là vô là đánh là nghiêm túc, tập trung đánh con boss các kiểu. Còn á ở đây nè, cái con này nè, mình có thể là đây mua cái chip đó, mình mua cái chip nó thì mua đây mình sẽ mua cái chip băng ha. Hiện tại mình sẽ chuẩn bị đi mua cái chip đi nãy thì cái video trước mình quên, thì mình mua cái này á, mình sẽ tốn 100.000 và bắt buộc phải sử dụng có thời gian là 2 giờ mình mới mua được một lần. Rồi thì đây có là cái súng đó vậy, mà cái chip nào cũng như nhau thôi, nào cũng nhìn giống cái SSD. cái không phải này cái máy điện tử SSD M2 ấy, à nó có hình con chip, cái mặt chip này, mặt chip Intel này anh em, nhìn cái chân socket là biết rồi. Ở trên thì để là 225-D, ở cái hình logo thì 1B. Mình review chi tiết vậy, còn nãy đi cầm chip nó không biết đó là gì đâu, cái gà đó mà. Rồi, hỏi nhà coi đi không đi mình vô luôn, có người tiếp tới tới kìa. Người ta tin chữ V mà kêu bằng giờ. Tao bấm lộn đó, tao nhắn lại mà nó ra sao rồi. Chắc không đi rồi, chắc đang làm rồi, vô hóng thôi. Rồi vậy là mình đi thôi. Mình tiếp tục phải đi một mình nữa rồi anh em. Đi ba thằng mình đâu. Ba mình. Thế này đi cũng khá dễ anh em, tại ban đầu không có kinh nghiệm với Ni với chủ tịch thì gà quá mình. Mày cầm trái quỷ có khống chế nha, tao đâu có đâu. Khống chế cái gì? Khống chế hay không, quan trọng là cái kỹ năng đánh. Ủa sao mình mở vô không được đây nè. Tắt cái súng đi, tắt hết đi mới bấm vô được. Rồi, tay le rồi. Phải chán bây giờ mình đánh á, mình phải gồng cong lưng ra gánh này gà nó khổ. Đây nè anh em, sẽ có tập này là mình thể hiện là mình thôi không nên kiểu là nói trước thì bước không qua. Rồi. Vô. Chứ có cái vô ru mà nãy không xài được thì không có tăng điểm kiếm anh em à. Ồ nó cầm mấy cái trái quỷ mày có bị quánh trúng không mày Vinh? Trúng chứ. Ồ chẳng bị quánh trúng bình thường à. Cái này dạy boss á. Nga gì nếu mà không trúng thì lại dễ quá cho tụi mày. Tụi anh không trúng về cầm logi vô đi. Ê mày thức tỉnh mày cầm cái gì mày đi, mày nghĩ sao vậy? Không, ví dụ như mình đi phụ người ta. Sợ không cho vô chứ. À chắc được. Biết cầm cái gì vô khỏe nhất không? Cái gì? Cái của không, cái còng máu hiêm á. Không, cái hoàng vô làm sao mà đủ mana để mà đi. Cái gia Phật tổ. Lỗi là cái gì? Chi đấu cháo này trồn này nè, tấm Uchi là ngon luôn nè. Chuẩn bài. Ra là cầm cái băng vô đi là mà không tăng điểm đá quỷ rồi xong cứ vô luôn với lại karate người cá là combo ngon nhất. Ồ chí chết. Karate người cá nó không bằng cái super cái gì? Cái long trảo thủ này đâu. Lòng đạo thủ này thiết kế ra để đánh quái rồi. Hết chưa. Còn quánh nó văng xuống biển rồi. Đi á. Gì ở bo gì kìa, file seal, ok. Cho cái gì á? Cho thiền. Cho hiền với một là nhảy. Ê chết. Được 300 điểm. Đeo hình như đánh một con vua biển cũng được 300 điểm đúng không? 250. 300 điểm nào anh? 250. Mình đánh cái con vua biển là treo đánh vua biển cũng khỏe đúng không? Nhưng mà vô đánh quái này thì nó vui hơn. Đâu có điểm nào đâu. Này phải win kìa mới có điểm. À phải win mới có điểm. Nhưng mà mình đánh cái này nó vui hơn. Hồi nãy em chết có điểm đâu. Không được. Đâu, anh vui, anh được 300 điểm mà nói gì vậy? Em không được điểm đâu. Vậy là Vinh mới được điểm. Vinh tới cuối cùng được điểm. Ê sao lắc đi đâu vậy? Ủa nó hỏi bay vòng hoài vậy? Có cái xài cái khói. Ủa đi băng à. Đi băng vậy nhưng người nào xài băng mới được tính tăng thôi à. Rồi. Ủa chứ nãy anh đi ải lửa cho em rồi còn gì nữa. Anh tính chung ba trái chứ. Chơi vậy thì nó làm sao biết được. Chơi vậy ai chơi. Đúng rồi. Cái lửa nó tỉnh đẹp quá mà. Ý sao cứ lọt vô cái chuồng chó hoài vậy. Ê, nó hỏi tao bay ra biển luôn mày. Dạ. Ồ, trái lỗ nó hỏi gì vậy? Trái băng, trái khói nó hỏi đau quá. Vậy là mỗi trái nó sẽ ra mỗi map khác nhau. Đúng rồi, mỗi một trái có 5 map. Ừ. Con hàng nè. Đây nè. Chuông nè. Quái nó trâu. Cái gì ai vô trong vậy? Anh Quánh nó chui vô trong nhà luôn. Vụ đẩy nhỏ vô chuồng chó dứt luôn trong. Lắc rồi. Nào trong đây đốt lửa trong đây nè. À không có. Đi. Hết chưa? Hết rồi. Đâu? Ơi lắc đi ơi. Con chạy thời gian. Lẹ hết thời gian. Bị cắm đầu vô trong thiền rồi. Hết thời gian. Lắc sao đi. Easy mà. Lắc. Chơi mà dụ nhỏ vô chuồng đánh không à. Chủ tịch này. Nó tự nó chui vô á, tao làm gì đâu. Thôi, mày hư lắm. Nó tự nó chui vô á ba. Không được rồi. Cái ý đồ. Cái ý đồ đó. Cái đảo này nhìn giống ăn canh lắm. Cái này là dễ nè. Đó, ở trên này. Có em đánh vậy không kịp thời gian đâu em. Được anh, em xài mới ra. Hay có bị lắc không? Rồi xong. Lắc quá. Em thấy anh đang đứng yên. Cái gì chủ tịch cứ giật vậy? Cứu. Cái gì vậy? 7.000 binh. Tao không có bật đến nên tao cũng không cảm nhận được cái sự lắc. Đó. Ê, dụ nó qua cây cầu đây nè. Ê cha. Nữa. Trời, đi từ nước lên lại. Vãi thiệt. Ôi, nó văng xuống nước hết rồi. Xài chiêu này văng xuống nước hết rồi. Ôi, nó solo đó mày. Ghê vậy? Mà. Ừ. Đây là sự kết hợp giữa hải quân và hải tặc đi săn quái hay không? Đây là cái tên gì? Thung lũng tình yêu này, lộn. Thung lũng của chú. Cô tao bị quánh văng. Tao sơ sắp bờ hôn mình rớt xuống dưới biển hên tí chết rồi. Ông nội Luffy kết hợp với lại vua hải tặc hả? Kết hợp. Đi ôm gáp kết hợp với là đánh với bằng đi rock. Roger đánh đi xe bít. Ý quánh văng như dây. Rock đi xe bít để gì? Rock đi xe bít. Xe đét. Đi xe đét luôn. Đi xe bít. Về quê của à. Cái gì đấm vô trúng cái gì vậy? Lắc rồi. Trời ơi. Khổ mạng quá. Tao thấy có lắc gì đâu ta. Em có lắc gì đâu, bình thường mà. Anh bị giật nè. Như thế nào ấy. Tao với mày là nhớ chung đường dây mà sao kỳ vậy Vinh? Đánh ầm đây nè. Đánh gà đừng đổ thừa. Mạng dây chuối rồi. Mấy trẻ trâu nó kiểu mà đánh thua cũng kiểu bắt đầu đổ thừa lắc à. Mạng dây chuối rõ ràng. Còn con nè. Rồi chết rồi. Còn con cuối nè anh, đây nè. Cuối á. Ở đâu rồi? Trời con quánh văng qua đây luôn. Rồi đi. Lần này energy hồi nhanh lắm anh chứ vậy không phải 5 năm như hồi trước đó nữa. Ủa gì thời gian quánh mấy cái ải nhỏ này tính chồn chung luôn hả? Ừ. Ui rồi, nãy giờ tưởng đâu là tới mỗi ải. Thấy đến lâu quá, thấy đến lâu hơn á nha. Lúc nãy cái map lửa cái mình đánh lửa nghe kiểu nó nhanh hơn á. Rồi mình đánh map lửa nhanh hơn map này nè. Map này đẩy cái khúc khói nó đánh khó chịu quá. Thổi bay không à. Anh nhìn đây năng lượng hồi nhanh ha, chứ không như 5 năm trước hồi đó hồi có 5. Cái gì vậy? Tao vừa nhảy xuống bị quánh dính băng đâu mày. Ghê vậy. Rồi nó có không chế đó. Ui đảo này nó hay băng rồi nè. Không chế văng đi luôn nè. Có nhiều quá nha. Chào. Tao lo được. Ui. Cái đảo này nhiều điểm đấy. Điểm block root. Có khi nào tí nữa vô ông đánh super human không? Giờ là thấy giật điện rồi đó. Nè, lát ngồi chuẩn bị chứng kiến băng thức tỉnh nè. Đẹp cỡ nào? Băng thức tỉnh đẹp cỡ nào? Thấy băng thức tỉnh được cái chiêu chạy đã lắm. Lướt trên băng. Chiêu chết nó đẹp lắm nha. Chiêu chết cái băng thức tỉnh á. Để coi quái đánh. Quái boss chết anh đây. Nhảy lên không được đây nè. Góc đi xe bít. Nhảy lên được kia anh. Trời ơi em. Rồi. Đây. Đó là đám thường đó luôn. Chưa còn mấy con nữa. Một vài con nữa đâu rồi. Đây nè kẹt dưới lỗ. Kẹt lỗ nè. Một bầy ở đây luôn nè. Một bầy chui lỗ luôn. Làm gì dưới đây vậy? Đặt mà. Hai thằng kiểu như em vô dưới đây làm cái gì á. Đông lắm, một bầy luôn chứ không phải hai hàng đâu. À giờ tập thể rồi, Đây trốn tập thể ở đây. Đã rồi, hết chưa hết nó sẽ hiện lên cái. Rồi không kịp giờ rồi, còn 3 phút rồi. Cái này nó trốn không à. Băng khó đi quá. Khó chịu quá vậy, trốn đâu vậy? Không Haki né được nè. Không cho không bật Haki quan sát được. Có nhìn được đâu. Haki không biết ở đâu đó. Đây. Đó. Ok. Còn móc cuối. Đây coi như lần này đi tích điểm, nói chung là đủ 4 người đi mới nhanh. Đó. Wow cái đao đẹp vậy. Đây lại dồn đánh nó cho nhanh lên nha, tốc độ lên nha. Nhưng mà nó còn dồn quái, có quái nó lại quái nhỏ á, đánh lan là nó sẽ chết. Nó kẹt á, sợ kẹt á. Tí nữa. Lâu. Còn 2 phút. Đảo này không kẹt đâu. Ôi cái đảo gì đẹp vậy, cái gì á? Cái cục gì đó. Cục ấy. Đảo ấy, cục ấy. Ô giữa. Ơi cái gì vậy? Cái gì giữa vậy? Cục gì vậy nè. À thằng vua. Boss đâu? Dư miệng kìa. Vô kìa. Đây nè boss nè. À boss nè. Đâu sẽ chiêu coi. Ui da boss đánh đau quá. Ui. Đẹp. Rồi anh phải đây quánh quái thấy bà anh luôn nè. Boss nè, đẹp lắm. Ui. Rồi xong, lên đường. Rồi. Xong luôn. Ôi này đủ. Toàn. Cái chiêu dép nó bắn chắc trúng hay sao á. Ghê quá, khó ăn quá. Này phải chắc bắn phải chắc gọi. Phải gọi quyền trợ giúp rồi Vinh ơi. Gì mà thiệt chứ, để tao tập trung coi. Tao tập trung mới được, khó quá. Boss này là phải nhờ người thân rồi anh em à. Rồi, thấp máu rồi. Ui. Ôi nãy giờ đánh quen không bật V3 cái giờ. Ồ trong đây quá trời. Trong cái chỗ này quá trời rương chết luôn nè. 4 cái rương chết. Nó trưởng chắc chắn trúng luôn á. À da. Chờ Bác Tô với Levini dài hành dưỡng thương thôi anh em à. Hiệu ứng. Nó kháng luôn mà. Nó băng mà. Ủa nó bắn chắc chắn trúng nè mình. Chết rồi. Ủa chết luôn hả? Chờ Bác Tô về hành dưỡng thương chung. Xong văng ra ngoài luôn rồi. Về hành dưỡng thương. Vậy là nói chung phải đủ người mới dễ đánh. Về hành dưỡng thương. Theo trái á, trái băng mắc hơn trái lửa mà. Vậy là trái chấn động là khó lắm luôn. Khó lắm luôn á. Trái chấn động phải nhờ quyền trợ giúp nhờ người thân rồi. Ôi, đóng băng. Em nhảy lên trời mà đóng băng dưới đất, đóng băng trên trời luôn anh. Chứ không phải là combo băng ngon luôn á. Thôi xong game rồi, trái băng mạnh quá vậy. Cái này là tới trái chấn động chắc mình sẽ lấy trái khác phụ từ này. Mình xài trái băng là mình không có kiếm. Để coi lấy trái gì ta. Trái lửa là đánh là ngon. Cái trái băng bình thường là phải dưới đất mới choáng đúng không anh? Còn trái băng này nó đóng băng trên trời. Dạ đúng rồi, em bay lên trời đóng băng luôn. Vãi thiệt mạnh vậy. Đấy, vậy xong rồi. Thua, toàn. Thua. Khó quá. Vậy thì Cái ải này fail rồi anh em. Nói chung là có thể là do trái ải băng á, mình cầm trái băng theo thì nó fail. Nhưng trái băng là dành cho những người mà để thức tỉnh thôi. Mình cũng không biết là mình không cầm trái đó vô đó thì như thế nào, tại mình mua chip là mình chọn từng loại chip mà. Nhiều khi có điểm là sau này mình thức tỉnh sau cũng được. Còn lần này á, là mình về mình lấy đồ nghề ra hỗ trợ. Thì cái cây Yoru này thực sự thì mình không tăng điểm á, thì mình lên lấy qua cây Wado để mình đánh cho nó ngon, để khống chế thì tem đánh nó sẽ dễ. Còn tập sau anh em chờ tập sau tụi mình đánh á. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự hỗ trợ trong tương lai. Cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha. Bye bye.